Thưa quý vị, lão hóa da, nám da là nỗi lo lắng thường trực của rất nhiều chị em phụ nữ. Làm thế nào để lưu giữ được nét thanh xuân tươi trẻ của làn da phụ nữ? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Sau khi sinh con, chị Vũ Hoàng Linh rất đau đầu về những vấn đề xuất hiện trên da như nám hay nếp nhăn. Sau khi sinh bé thứ nhất thì da có những cái dấu hiệu như là xuất hiện nám nhiều hơn. Nám da, tàn nhang không chỉ xuất hiện ở độ tuổi 30 trở lên mà những người trẻ tuổi hiện nay cũng có thể mắc phải. Rất nhiều người lo lắng đã tìm mọi cách chữa trị. Nó có hai cái nguyên nhân cơ bản. Một là nguyên nhân về bên ngoài thì cái ảnh hưởng của ánh nắng và đặc biệt là tia UV thì nó đâm xuyên qua da và nó phá hủy cái lớp nền của da, cho nên là nó làm tăng cái sắc tố melanin dẫn đến nám cũng như là chàm. Cái nguyên nhân thứ hai á, là trong cái điều kiện hiện nay thì cái môi trường làm việc cũng như bụi. Và cái thứ ba nữa thì một số chị em ấy thì cũng muốn làm đẹp, thế nhưng mà lại mua những cái sản phẩm nó không đảm bảo chất lượng. Còn yếu tố bên trong, tức là yếu tố nội nhân ấy. Một số chị em phụ nữ không may bị nám tàn nhang trên khuôn mặt luôn cố gắng tìm mọi cách để điều trị. Không khó để tìm cho mình cách chữa trị nám tàn nhang. Tuy nhiên, chọn cách nào, sản phẩm gì cho an toàn và hiệu quả lại là nỗi băn khoăn của không ít người. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm trị nám tàn nhang có xuất xứ, nguồn gốc không rõ ràng, chứa nhiều hóa chất nên rất khó kiểm soát thành phần cũng như tác dụng phụ với cơ thể. Phòng chẩn trị y học cổ truyền Minh Y Đường đã nghiên cứu sản xuất bộ sản phẩm trị nám tàn nhang từ những nguyên liệu thảo dược tự nhiên. Nổi bật là bộ sản phẩm của công ty cổ phần Minh Y Đường bao gồm kem đặc trị nám tàn nhang, ức chế chân nám, phục hồi sáng da và viên uống Vương Nữ Xuân. Gần đây thì chúng ta có rất nhiều các cái loại sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ, thì chúng ta phải chọn những cái sản phẩm chính thống để chúng ta sử dụng. Và gần đây nhất thì có một cái loại sản phẩm Minh Y Đường thì được sản xuất từ các cái vật liệu thiên nhiên, thí dụ như là collagen này, nano, rồi cucu nano, rồi là nước bí đỏ hoặc là nước hoa hồng được thử nghiệm và đã có nhiều khách tiêu dùng. Thì sau khi được các bạn cũng đã sử dụng một bộ sản phẩm từ thiên nhiên giới thiệu thì tôi cũng tin tưởng và sử dụng. Thì sau khi sử dụng bộ sản phẩm thiên nhiên của Minh Y Đường, cảm thấy da được cải thiện hàng ngày. Bộ sản phẩm có công dụng xóa mờ vết thâm nám sau một liệu trình sử dụng, bổ sung dưỡng chất từ sâu bên trong, ngăn ngừa sự phát triển của các hắc tố melanin, tăng cường sản sinh collagen, đồng thời giúp cân bằng nội tiết tố, tái tạo da an toàn, khiến cho làn da trở nên tươi sáng hơn, thích hợp với làn da của người Việt Nam. Công ty cổ phần Minh Y Đường lấy tên là Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền, là công ty chuyên sản xuất và phân phối các dược phẩm đông y uy tín tại Việt Nam. Với sự hợp tác của đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm đã nghiên cứu, sản xuất và phân phối nhiều dòng sản phẩm điều trị mụn, nám, chăm sóc da, làm đẹp. Các thành phần sử dụng để điều chế nên bộ sản phẩm điều trị và dưỡng da đều được Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền Minh Y Đường kiểm soát về chất lượng. Những chiết xuất thảo dược có trong bộ sản phẩm đóng vai trò chủ yếu trong điều trị nám da, tàn nhang không những an toàn, hiệu quả mà còn tác động đến tận sâu bên trong, có thể giúp chị em xóa tan các vết nám, thâm sạm hay tàn nhang và chăm sóc toàn diện cho da. Phụ nữ sau sinh thì thường rất là dễ bị nám và tàn nhang. Chị cũng không là trường hợp ngoại trừ và chị cũng đã rất là mất công trong cái việc đi tìm hiểu các cái sản phẩm, kể cả những cái sản phẩm uy tín của nước ngoài nhưng mà cũng không cải thiện đáng mấy. Đến cuối cùng thì chị được bạn bè giới thiệu ấy, cái bộ sản phẩm trị nám và tàn nhang Minh Y Đường ấy. Và sau một thời gian sử dụng thì chị thấy da chị có tiến triển rất là rõ, các cái vết nám thâm nó dần mờ đi. Làn da nhiều thâm nám, lão hóa nhanh giờ đây không còn là nỗi lo của bất kỳ em phụ nữ nào khi sử dụng bộ sản phẩm trị nám tàn nhang Minh Y Đường kết hợp cùng phương pháp chăm sóc da khoa học hiệu quả. Với tôn chỉ mang đến cho khách hàng những điều tốt nhất, Minh Y Đường đang từng bước cố gắng hơn nữa mang đến những dòng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, chất lượng và đạt hiệu quả tốt, giúp các chị em phụ nữ có một làn da khỏe đẹp và lưu giữ mãi vẻ đẹp thanh xuân.